Hello Andy, xin chào cả nhà. Hôm nay Andy sẽ dắt các bạn đi mua sầu riêng ở trên đường Nguyễn Tri Phương các bạn. Đây là cái chỗ vừa sầu riêng rất là lớn luôn. Quá trời sầu riêng các bạn. Ở đây bán nó hơi mắc một tí. Bây giờ cũng là trái mùa hay sao các bạn. Bây giờ mình mua ở chợ ở quê mình á, mình đi vòng các chợ luôn, họ không thấy bán luôn. Cho nên sẵn tiện đi Sài Gòn nè, mình ghé mình mua. Thì ở đây họ bán là sầu riêng sáu ri với sầu riêng cái mơn nè, rồi sầu riêng Thái nữa. Nhưng mà cái mơn sầu riêng sáu ri đó là cơm sữa là 190 một ký, còn cơm vàng Thái Lan tới 230 một ký các bạn, rất là mắc luôn, không mắc so hơn ở bên Mỹ mình luôn á. Bên Mỹ mình mua mà nó còn rẻ hơn, nhưng mà mình mua thử cái mình ăn như thế nào. Mua hai trái, một trái cơm sữa là sáu ri với một trái cơm vàng của Thái Lan. Trái nhỏ là 4 ký mấy các bạn, còn trái lớn là 6 ký mấy. Đang tính tiền, một trái cả 1 triệu bạc hơn các bạn, rất là mắc luôn. Ở trên đường từ dưới quê mình lên Sài Gòn bạn, ở dọc theo hai bên đường họ cũng có bán, nhưng họ bán dạo thôi. Sầu riêng nhỏ, trái nhỏ chắc cũng 2-3 ký, nhìn thì nó không có ngon, không có chất lượng bằng mình mua ở chỗ vựa này thì nó chất lượng hơn, nhưng mà mắc. Họ bán dạo như vậy chắc cũng 60-70 ngàn ký vậy, nhưng mà trái nhỏ xíu á, nhưng mình không dám mua. Mình mua mình chưa có ăn liền, nên mà hôm sau mới ăn, cho nên mình kêu họ lựa những trái mà chưa có chín lắm á. Tổng cộng 2 trái hết 2 triệu 270 ngàn các bạn. Một trái nhỏ là 1 triệu 035 ngàn, còn một trái lớn là 1 triệu 235 ngàn. Ngắn ngược các bạn ha, nhưng mà không biết có ngon hay không. Chép sầu riêng ở bên Mỹ mình mua ăn rất là ngon các bạn, mặc dù nó đông lạnh nhưng mà ăn rất là ngon. Có 2 đồng 99 một phao à, tức là một phao tức là khoảng 400 gram thôi, chưa được nửa ký, nhưng mà ăn rất là ngon đông lạnh. Còn sầu riêng tươi á thì nó là 11 đồng một phao. Xong các bạn, mua 2 trái. Nằm ở góc đường Nguyễn Tri Phương á, gần bùng binh Lấy Thái Tổ các bạn, khu đó là chuyên vừa bán sầu riêng. Không biết có bị hố hay không, hay là họ thấy mình đi xe du lịch ghé vô nên họ bán mắc một tí. Cảm ơn nha anh ơi. Đây sầu riêng xong rồi đó, giờ đem xe lên chuẩn bị về nè. Quay lên đây. Sầu riêng 2 trái mà mấy triệu? 2 triệu mấy đó, 2 triệu 2 đó. Với lại ký nhiêu? Ký 190. Ôi ôi, nó 2 triệu mấy thấy đau lắm. Ký 190 mà bao nhiêu ký, 2 trái bao nhiêu ký? Cả 10 ký. Ăn 2 triệu mấy. Ăn ngán người nha. Mua xong mình về để qua ngày hôm sau mình mới cui mình ăn nè. Mình cui hàng buổi tối. Mình cua trái nhỏ này nó chín trước nè. Trái là trái của sáu ri. Cơm trắng, cơm sữa. Cơm sữa thì nó dẻo, nhưng hộp nó hơi to các bạn. Muối thì cũng nhiều nè, trái này nhỏ nhưng mà muối nhiều. Cái vỏ nó mỏng so với cái sầu riêng cơm vàng của Thái Lan. Trái này chưa chín. Muối rất là nhiều các bạn. Trái này 4 ký rưỡi hay sao á, là 1 triệu 035 ngàn các bạn. Nhìn thì cũng ngon nè, nhưng mà cơm này sầu riêng này mình ăn ngon hơn sầu riêng Thái Lan các bạn. Bởi vì cơm nó dẻo, nó thơm, nó ngọt hơn. Ngọt, nó không có bị sượng nữa. Còn sầu riêng của Thái Lan á, nhiều khi mình mua nó cũng bị sượng, nhưng mình mua 2 thứ mình ăn. Là cơm trắng, cơm sữa, dẻo ngọt rất là thơm luôn. Cũng được 10 mấy muối á. Quá trời đó ha, muối nhỏ nhỏ mà. Ở nhà mình ít có ăn lắm mà. Ba mẹ mình cũng không ăn nè, mấy chị mình cũng không mấy ăn. Có một chị thứ tư là ăn được.
Còn mấy người mà ăn không được cái chê thúi, cái mùi nó chịu không nổi. Cái này 4kg mấy. Lúc mình chưa biết ăn á, còn nhỏ, mình nghe mùi sầu riêng mình cũng chê, mà nó cho cái mùi gì mà khó chịu quá, không dám ăn. Cái từ từ mình tập mình ăn từ từ một ít đến giết bây giờ ăn giết ghiền rồi các bạn. 35.000. Mình ngồi mình ăn một trái này cũng hết rồi. Ở Mỹ lâu lâu mình có mua, cũng 1-2 tuần cái mình mua 1-2 trái, mua trái đông lạnh á, về ăn rất là ngon luôn. Nếu mình để lạnh á, mình bỏ vô ngăn đá, mình ăn cái nó đông đá, mình ăn giống như kem sầu riêng. Còn không mình để nó rã đá ra mình ăn thì nó cũng dẻo, chứ nó không có dở, rất là ngon. Còn về Việt Nam thì mình mua mình ăn thử thôi. Nhìn rất là ngon nhưng mà mắc. Mua 2 trái sầu riêng mà 2 triệu mấy, khủng hoảng luôn. Trái nhỏ xíu mà được 10 mấy muối luôn á. Trái giá 1 muối, 60.000 một muối. Ngon, rất ngon các bạn. Thơm dẻo, thơm ngọt, quá ngọt, rất là béo. Sầu riêng này ăn ít ngán hơn cái của Thái Lan, thì cơm dậy quá. Mấy đứa nhỏ này cũng phải ăn sầu riêng. Sao cảm giác sao? Cảm giác rất là béo và thơm mà thôi. Thơm. Rồi, ngày hôm sau mà trái bự này mới chín nè. Bắt đầu hôm nay mình khui cái trái bự này ra. Trái bự này là sầu riêng cơm vàng của Thái Lan các bạn. Vỏ thì cũng dày, muối to, thịt dày, hột thì lép, nhưng mà cái cơm nó không có dẻo bằng cái sầu riêng sáu ri cái mơn. Màu vàng rất là đẹp, muối rất là dày luôn, nhưng mà nhiều lúc mình mua nó bị sượng nữa các bạn. Còn cái sầu riêng sáu ri là mình mua là trái nào ăn trái nấy rất là ngon luôn đó. Như trái này nè, sầu riêng cơm vàng Thái Lan là dễ bị sượng hoặc là bị cái đen đen như thế này nè, nó có một chấm đen nó bị sượng á, ăn nó không có ngọt lắm, không có ngọt, không có béo bằng sầu riêng sáu ri cái mơn. Đường cái nó hột lép thôi, nhưng mà cái này là mắc hơn cái kia. Cái trái này 6kg mấy, 1kg 230, mà trái này là trái được 1.235.000, cũng được một dĩa đó các bạn, cũng 10 mấy muối. Cũng thơm á, để mình đếm thôi có được bao nhiêu muối. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 muối các bạn. 13 muối mà 1.235.000, chạy ra là coi như 1.300.000 đi. 90.000, 100.000 một muối các bạn. Đó, một muối như thế này nè, 100.000, nhìn ngán không? Rất là ngán luôn á. Dân bình thường sao dám ăn một trái như thế này vậy? Mấy người mà không có điều kiện á, mua một trái sầu riêng này sao dám ăn? Ăn thì cũng sầu riêng Thái, trái này ăn thì cũng ok, cũng béo, cũng ngọt, nhưng mà không bằng, không chất lượng bằng sầu riêng sáu ri cái mơn các bạn. Sầu riêng nó ăn rất là béo và ngon luôn. Con Khải này cơm nó mỏng quá, với lại cái hạt nó dày, to nữa. Còn cái trái này thì ăn nó mau ngán hơn nè, vì là cơm nó dày mà nó không có được ngọt béo nhiều bằng cái sầu riêng sữa cái mơn. Nha. Cơm nó dày lắm, nó có sớ, có sớ. Cái hột thì lép. Còn sầu riêng cái mơn thì cái hột nó mỏng, cái hột nó to, nhưng mà cái cơm nó mỏng, nó béo, nó mịn, nó không có bị sớ như cái sầu riêng Thái Lan. Sầu riêng Thái Lan là hầu như là mua 80-90% thôi, chứ không được 100% là ngon các bạn. Vì nó dễ bị sượng, với là cái hột nó bị con sâu nên nó đục một miếng lỗ giống như trái mình nãy mình khui ra đó. Nó có một đốm đen á.
Nói chung là ăn ok thôi, không ngon lắm. So với cái số tiền mình mua thì mua cái trái này là không đáng bằng cái trái trái cái mơn. Sầu riêng cái mơn hạt cơm sữa, mua trái này 1 triệu mấy nhưng mà ăn ngon, nó đáng đồng tiền hơn cái trái này. Trái này ăn thì nó không ngon so với cái đồng tiền mình mua. Ok, bây giờ anh thì xin tạm dừng video tại đây các bạn nhé. Thì nói chung là với so với cái số tiền thì mình mua hai cái trái này thì ăn nó không có đáng đồng tiền các bạn. Nhất là cái trái mà cơm vàng á, nó không có đáng bởi vì nó mắc so với cái chất lượng của cái trái này thì nó không đáng. Còn cái trái mà cơm sữa của sầu riêng á thì ăn nó ngon, đáng đồng tiền nhưng mà cũng tính ra thì cũng hơi mắc. Nhưng mà ăn về đây mình ăn thử sầu riêng tươi ở đây thôi, chứ so với ở bên Mỹ thì mình ăn sầu riêng đông lạnh ở bên Mỹ còn ngon hơn cái sầu riêng ở đây các bạn. Và bây giờ anh đi xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye.